海賊王に。Còn ngay từ nhỏ đã được huấn luyện để trở thành một lính hải quân. Người dạy tôi chính là ông nội, bắt hải tặc là để cứu dân. Rồi tới khi một ngày tình cờ gặp hải tặc có tên là Sean. Vì bị tổ đến tôi ngây thơ, muốn trở thành vị vua biển cả. Và tôi muốn ra biển phiêu lưu, và trên tàu có nhiều thủy thủ. Mà cây làng hồi trước tôi ngu, nhưng từ hải tặc làm tôi thích thú. Tôi vô tình ăn trái ác quỷ, nó khiến tôi thành người cao su. Người ăn vào sẽ bị nguyền rủa, nhưng sẽ không ngăn được chuyến phiêu lưu. Sang tặng cho tôi một cái mũ, với câu nói để Sean vào đi nhanh. Đến khi nào nhóc là hải tặc thì hãy mang nó trả lại cho anh. Vì một lần anh đã cứu tôi, anh đã phải móc một cánh tay. Tôi sẽ không làm anh thất vọng, đến một ngày chúng ta sẽ gặp lại. 17 tuổi tôi bắt đầu ra khơi, có Zoro trở thành đồng đội, có Nami trở thành hoa tiêu, có Usopp người bạn nói dối, có bác sĩ tên là Chopper, Sanji đầu bếp ở vùng biển Tây, nhà khâu cổ Nico Robin và thuyền trưởng Monkey D. Luffy. Tôi muốn trở thành vua hải tặc nên tôi sẽ không chịu thua ai cả. Đến Crocodile tôi còn đánh bại, và tôi chẳng sợ cái lệnh truy nã. Và tiền thưởng càng ngày càng tăng, nhưng trận nào tôi cũng đánh thắng. Đánh bại cả tên Rock Lucky, và tôi không vui vì sự may mắn. Phải chứng kiến cảnh người anh trai đã ngã xuống ở trước mắt mình, người anh trai Bon Gaddy Ice, khiến cho tôi không thể nào bình tĩnh. Phải tập luyện trong suốt 2 năm vì nỗi đau không thể nào giấu. Vì chứng kiến cảnh mắt người thân, tôi phải tập luyện để sống để chiến đấu. Thành viên mới của tên là Brook, là chủ của các Voltan Bull. Thợ đóng thuyền có tên Rinky, chắc cầu thả là người thân Úc. Và tôi cùng tất cả đồng đội sẽ bước vào nơi tân thế giới, nơi tất cả mọi người mong đợi, và chúng tôi sẽ tiến thẳng tới. Và tôi sẽ là vua hải tặc, là vị vua ở ngoài biển cả. Tôi sẽ trở thành người mạnh nhất, tìm đến nơi không ai đến cả. Và tôi sẽ tìm được Wendy, sẽ mình hơn anh xanh tóc đỏ, và chứng minh cho tất cả thấy đánh bại Luffy là một chuyện khó. Nhưng cái tặc Luffy không ăn, nên lúc nào cô cũng tranh giành. Cho dù rằng cậu sẽ bị đánh, nhưng cậu rất vui vì nhiều bản thân. Với những ai cần cậu giúp đỡ, cậu sẽ giúp cho hết sức mình. Cho dù rằng mấy cậu sẽ chết, nhưng tất cả luôn vì bạn mình. Cậu luôn thích những gì cậu có, thích tấm hẻm những vùng đi qua, thích giấc mơ cùng với cơn gió, cùng các bạn cậu sẽ vươn đi xa. Usopp, Zoro, Nami, Robin, Chopper, Sanji, Rob, Franky, Luffy cùng lên đường tìm kiếm One Piece.